Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game kiếm gì quên mẹ nó rồi. Sao mà nó bị vấn đề mạng riết luôn ha. Ba mẹ. Rồi game có 4 lát nhân vật ha. Nhạc kiếm. Ok, hôm nay chúng ta chơi nhạc kiếm đi ha. Rồi. Ok. Vô game. Rồi đầu game vô chúng ta chạy nhiệm vụ ha. Mà nãy giờ cũng không biết là mình đang chơi như server nào luôn á. Ok, giờ đỡ rồi nè anh em. Méo hiểu tại sao nữa hả? Ok, con này đầu vô thì chưa có gì đâu ha. Chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game ha. VIP cũng đang VIP không nè. Ok, cắn luôn. Ở trong này cái túi này hình như chúng ta cắn được mà đúng không ta? Đó, vẫn cắn được mà. Rồi cắn mất luôn cái túi rồi. Đậu tương đó. Trời trời trời, nó bị dính vậy luôn nè anh em. Đậu xanh nó thiệt chứ. Ok, bây giờ chúng ta đến với thông tin server ha. Chắc là server đông quá nó bị lắc rồi hay gì á. Đây thông tin server hả? Game kiếm hiệp truyền kỳ 3D có iOS đua top Việt hóa luôn nè hả? Ok, cái này có top ban hội, top cá nhân, top ngài rồi các kiểu con đà điểu luôn. Rồi Free VIP 18. Đột nay Free VIP 18 tặng luôn 9 triệu kim nguyên bảo hả? Wow, khai mở server 3 ha. Tương Dương kiểu khám phá cày cuốc lâu dài đua top server nhận quà khủng ha. 17 giờ ngày 8 tháng 8 nha anh em. Đây trang chủ tải game nè hả. Bấm vô. Chúng ta sẽ chọn kiếm hiệp truyền kỳ. À, đua top nhận quà giá trị 10 triệu đồ nè hả. Rồi ở đây chúng ta có đua top ban chủ tặng 10 triệu kim nguyên bảo, 5 triệu khóa và 5 triệu hường. Đua top lực chiến thì 6 triệu, có 5 triệu khóa và 5 cái gì 3 triệu khóa và 3 triệu hường. Đua top thời trang thì chúng ta có 4 triệu, 2 triệu khóa và 2 triệu hường ha. Còn các top còn lại thì cứ như vậy mà tính xuống. Ở đây thì chúng ta có top ngày ha. Có top 1, top 2, top 3. Đó, level thì level sủng thú ha. Thời trang nữa, giải nhất thì chúng ta có 600.000 kim nguyên bảo một ngày. Rồi giải nhì thì 400, giải ba thì 300 ha. Đó, ưu đãi trend này nọ, anh em comment bình luận xin feed code ha. Ủa là ok thì lên đây nhắn tin xin code thôi. Thì game gì bên mẹ nó rồi. Đây 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 đây. Kiếm hiệp truyền kỳ đó, kiếm hiệp truyền kỳ rồi. Tài khoản cả nhà yêu, nhân vật thì nhân vật ok z ok x chứ quên rồi. Server thì heo đang ở server 1 ha. Tại nãy server 2 nó đông quá heo vô không được, vô nó cứ bị lắc miết à. Như đầu game anh em thấy đó, nó bị điếc ra hoài luôn á. Nên thôi test ở server 1 ha. Rồi hôm nay thì em nó chuẩn bị ra server 2 nữa. Ok, ủa là ở đậu xanh ta đánh con này mà nó chết con kia mới ác chứ. Ok. Rồi chạy nhiệm vụ nào. Trong thời gian chờ feed code thì ta để cho nó chạy nhiệm vụ tí ha. Ủa là ok, admin đã tặng rồi hả? Mới thấy VIP nè. À, 9 triệu luôn nè nha anh em. À, ok. Đã có quà hả? Bây giờ chúng ta nhận quà nào? Quà 19 nè hả? 17, 16, 15.
né ra coi. 14 nè hả? 13 nè. 12 nè. Rồi 11 nè. 10 nè. 9 nè. Có bét nè hả? 8, 7, 6, 5 nè hả? 4, 3, 2, 1. Rồi không hồi nãy mua rồi hả? Đó, bây giờ chúng ta trong túi đậu xanh đó. Nó lát méo thấy không à? Nó méo thấy còn tưởng anh lừa rồi anh em ơi. Ok, nhận nhiều quá nó bị lát luôn rồi. Nó không thấy luôn, màu xanh đó. Cái này chắc phải hót ra vô lại thì ra quả mai nó mới thấy hả? Ok, ít một trước heo ha, có tạo một cái nhân vật để test rồi hả? Ủa, sao trong này nó cũng không thấy mấy cái túi đó luôn ta? Ok, ok. Cái này chắc phải nhắn tin hỏi admin coi sao chứ. Chúng ta có thấy con bé bị vậy sao chơi đúng không? Ok, ok. Anh em nào bị giống heo thì inbox cho admin hả? Đó, giờ chúng ta có 8 triệu thì tha hồ mà chơi anh em. Đó. Ok, ok. Ờ quên, chúng ta mới có level 9. Đó. Con này thì server của nó là server cày cuốc nha anh em. Đây, chúng ta lên từ VIP 9 đồ level 1 trở lên ha. Chứ không phải như mấy cái game kia mà chúng ta vô thì nó free full này nọ ha. Đó, game này thì cày cuốc thôi. Chứ lại nó cũng không có code nên là nó không có cần mà phải lên level 30 mấy để mở cái phúc lợi đâu anh em. Đó. Trước con này phi ít lắm, hình như có VIP 8 hay nhiêu à. Mà Kim Nguyên Bảo có mấy trăm ngàn à. Đó, nay thì phi luôn cả 9 triệu. Đó. Ok, đi vô shop coi có gì không. Đây, shop. Rương trang bị kỵ, đá. Ok, chắc mua túi bạc đó đã. Đây, shop Kim Nguyên Bảo nè hả. Ok, ok. Túi bạc hồi nãy đâu ta? Đây. Túi bạc vừa. Lụm lào đó. Đây là shop vàng, shop bán đồ mới hả? Đây là shop thời trang hả? Đó. Thời trang thì heo nghĩ là anh em nên mua hết để nó tăng lực chiến lên cho chúng ta hả? Đó, vũ khí đồ này nọ. Ố là la, đó, đẹp trai liền. Trời ơi. Và hiếu con ngựa đúng không? Lên level hình như level 50 mấy chúng ta mới mở được con ngựa để chạy anh em. À, đó, lên đây là lên được mở được phúc lợi nhưng mà lên 30 mấy nó mới có chỗ nhập code, nhưng mà game này cũng không có chỗ nhập code nên chúng ta cũng không cần quan tâm ha. Đây quà đăng nhập. Đăng nhập ngày 2 thì đổi được pet đồ này nọ ha. Trong phúc lợi còn mục tiêu đồ hả? Tọ kỳ nè, đường hóa này nọ. Chưa đến thời gian mở nữa hả? Hợp tiền. Ok. Ưu đãi. Mua liền. Trời trời trời. Ưu đãi mua liền. Kim Nguyên Bảo mình có mà anh em. Đó. Game free luôn nạp đầu hả? Đó. Nạp đầu ba cái chúng ta nạp hết rồi hả? Ok. Đó. Lụm. Rồi. Lụm. Đồ. Thì tính ra chúng ta full một bộ trang bị truyền thuyết rồi. Wow, ok ok, phi một bộ trang bị truyền thuyết luôn. Đó, bây giờ bắt đầu nó vô nó hiện rồi nè anh em. Đấy, rồi ạ. À. Đó. Mèo đen, mèo mum đồ hả? Đó. Còn cái này sử dụng được ta? Đó, dùng luôn rồi nè. Rồi cái này dùng luôn. Nè, cái này hình như là dùng rồi hay gì mà nó méo cho dùng lại nè. Đó. Đây, chúng ta vô thời trang hả? Thời trang thì áo đồ các kiểu. Đó, đó, đó. Nhìn nó tù quá ta. Có cái đây 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 đây. Ủa nãy ta mua cái này rồi mà ta. Ok rồi, thôi chịu. Sai chịu chứ biết giờ sao. Cây này đẹp nè. Màu tím đẹp nè hả. Đó. Mùa hè là chúng ta phải mặc những bộ trang bị như vậy hả. Tới liền bữa ơi. Ok vậy thì tóm lại server nay đã phi nhiều hơn cho anh em rồi hả.
Đây, nhắc lại thông tin server nè, admin nãy tặng cho mình rồi nè hả. Đây, kiếm hiệp truyền kỳ 3D iOS Việt hóa hả, đua top ban hội top ngày đồ, hiện nay free VIP 18, tặng 9 triệu kim nguyên bảo luôn nha anh em. Đó, free quà nạp luôn ha, free một set trang bị truyền thuyết nè hả. Đó, truyền thuyết rồi, ok anh em nào có chơi thì tải về, link ở dưới phần mô tả hả. Rồi con này thì hôm nay open server mới ha, vào 17 giờ ngày 8 tháng 8 nha anh em. Anh em nào có chơi thì tải về nha. Ok. Rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Còn nhiều game khác đang chờ đợi chúng ta ha. Ok, bye bye.